Đây này các chị, đây là con rắn nặng 20 kg nè, rắn hổ mang chúa nè, con rắn thật đấy, nhìn nó giống chân đó ha. Hổ mang chúa là nó có con mắt ở kiểu hình con mắt trên trên cái trên đầu không? Nó có cái chữ, nó có một cái giống như khoan em lên, hổ mang cái đó nó khoan chứ. Đây là hổ chúa. Rồi. Nè. Ô chào huynh cái gì. Đây. Hổ. Đúng là hổ sống bạch tai da giờ ngủ rồi. Quá phiêu quá. Qua nhậu quá. Sao Dubai mua cái con này là thú ôm nó ngủ cũng sướng, không biết sáng dậy ở đâu thôi. Một bé ở ngoài giờ. Quá trời, đại ca ngủ không? Thì mấy mấy Dubai nó ngủ ngon vậy trời. Khu vực này là người ta đi Dubai thôi các chị. Còn có cái nơi nuôi riêng ha. Cái vệ sinh. Thấy quen không đã? Sức kém. Wow. Mang nè, cái này không mang nè. Không mang ở mình nè, không phải ở chung mang nữa đó. Con này phải con kỳ tôm không? Đó, kỳ tôm. Đúng. Con kỳ tôm á là sống dưới nước được, sống trên bờ được á. Con này kỳ tôm mà. Ở đây có kỳ cục và rồi. Chỗ này không phải phim chụp hình nữa.